vừa mới quay lại đi lên trên đau đây hát ở bụng bởi tao ăn thì vô đã hai cái ba chuyện này. Hết chưa? Vẫn còn à? Ngồi cho nó nghỉ chứ nó khỏe chút rồi như vậy. Vậy thì tiểu. Vô nằm nó mới yên rồi ơi. Không nằm nó đau quá. Ngồi chịu không nổi. Tại sao giờ bà ôm cái đùi về vậy? Ôm cái đùi nó đưa lên. Chịu vậy nó đỡ đau mấy trên. Bởi vậy thành ra nó hết đau cỡ này xương sốt đau nó duyên hết trơn hai cái tay hai cái chân gồng chuyển như nó mà quá thì một lần nó có hiểu không kỳ hổm là có đau thì ổn cũng nhiều mà có một tháng này nó hết đâu được 4-50 ngàn đầu nó quay lại kỳ này cũng từng quay ông ngoại quay ở bà đâu.